Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ tư, ngày 21 tháng 8 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang tỏa sâu rộng. Hiệu quả từ mô hình ngày không hẹn ở huyện Krông Bông. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Quynh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính chuyển đổi số 7 tháng đầu năm 2024. 7 tháng đầu năm 2024, công tác cải cách hành chính được Ủy ban Nhân dân huyện triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hiện nay, văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và 100% các xã đã niêm yết công khai thủ tục hành chính, đăng tải 100% thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử huyện. 100% cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban Nhân dân các xã, phòng, ban, cơ quan chuyên môn sử dụng phần mềm iDesk. Duy trì chữ ký số tại Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã. Huyện đã cung cấp 347 thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, 100% cơ quan nhà nước có kết nối Internet, 100% thôn, buôn trên địa bàn huyện đã được phủ sóng 3G, 4G. Toàn huyện có 188 trên 189 đơn vị triển khai sử dụng hợp đồng điện tử, nộp thuế điện tử, 100% các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của huyện tham gia các sàn thương mại điện tử, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ triển khai chính quyền số, dữ liệu số và phát triển xã hội số. Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột vừa tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Với chủ đề giai điệu Tổ quốc, liên hoan đã thu hút 23 đội văn nghệ với gần 700 diễn viên tham gia biểu diễn các tiết mục ca ngợi Đảng, Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay vì quê hương đất nước giàu đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc. Liên hoan là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện trao đổi thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, cổ vũ tinh thần thi đua lao động sản xuất, xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột. Với nhiều hoạt động kích cầu thu hút khách du lịch, 7 tháng đầu năm 2024, Đắk Lắk đón 889.500 lượt khách, bằng 74,13% kế hoạch, doanh thu ước đạt 741,6 tỷ đồng, đạt 78,05%. Mục tiêu đặt ra cho cả năm 2024, ngành du lịch Đắk Lắk đón khoảng 1,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng. Đến nay, tất cả 21 khu điểm du lịch cùng 25 đơn vị lữ hành nội địa và quốc tế, cũng như hầu hết cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm mua sắm trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực hoàn thiện cơ sở vật chất, làm mới sản phẩm, dịch vụ du lịch để phục vụ du khách. Đặc biệt là chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2024 với những nội dung, sản phẩm kèm theo được Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk cùng các doanh nghiệp trong ngành xây dựng phân khúc linh động và phù hợp như trải nghiệm hè năm 2024, trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch OCOP gắn với biểu diễn văn hóa cồng chiêng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và sự kiện văn hóa, nghệ thuật tại trung tâm Buôn Ma Thuột nhằm thu hút du khách. Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành một phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Đến nay, toàn tỉnh có 398.498 trên 463.893 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 86%. Có 1.869 trên 2.199 thôn buôn tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt 85%. Có 78 trên 151 xã được công nhận xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 51,65%. Có 14 trên 32 phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt tỷ lệ 43,7%. Việc xây dựng gia đình, tộc họ, thôn buôn, cơ quan, trường học văn hóa đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các hủ tục lạc hậu gây ảnh hưởng đời sống và sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được hạn chế và xóa bỏ. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh Đắk Lắk, lực lượng công an xã đã tổ chức các hoạt động thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Xã Chu Đăng, huyện Chư Mờ Ga là địa phương có 80% dân số là người dân tộc thiểu số.
Trong những năm qua, với sự nỗ lực và đồng hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được giữ vững. Các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng và vững chắc, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân ngày càng được nâng cao, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Để tiếp tục thực hiện cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì lực lượng công an xã sẽ tham mưu ủy ban xã tiếp tục là triển khai cái tuyên truyền giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân, cũng như là những tổ chức những cái hoạt động xã hội tình nghĩa đến với các buôn người đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ người ta, hỗ trợ bà con nhân dân trong cái cuộc sống để tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hưởng ứng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, xã Chua Trăng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, hỗ trợ người dân kích hoạt, cài đặt định danh điện tử, làm căn cước cho trẻ em, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ra mắt các mô hình camera giám sát an ninh, camera hướng ra đường, tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy. Này riêng về cái công tác tuyên truyền của người già, người có uy tín, thường xuyên là với ban tự quản của thôn buôn cùng nhau phối hợp là tuyên truyền cho bà con các cái đường lối chính sách của đảng và nhà nước, cùng cả bên chính quyền địa phương. Đấy, rồi nhất là về tình hình là an ninh trật tự như hiện nay của bà con, là nhất là về vấn đề thanh niên rồi trộm cắp, kiểu đoàn kết với nhau rồi ấy, tập trung như là không có thể là mất mát. Đó là một cái điều rất tốt vì bà con đã nghe hiểu, mỗi lần đi phát động quần chúng vì bà con đã nghe thông hiểu rồi đấy. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, công an xã đã vận động các nhà hảo tâm trao gần 700 suất quà với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng, ra soát, chọn và hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ xây 9 căn nhà tình nghĩa cho 9 hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã theo đề án của Bộ Công an, hỗ trợ vay vốn cho các trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương với tổng số vốn 300 triệu đồng. Trong những năm gần đây, khi mà công an chính quy về lực lượng công an chính quy về công tác tại địa phương thì việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương được nâng lên rõ rệt. Đối với địa bàn là 85% đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người ED, thì anh em cán bộ chiến sĩ công an xã đã phát huy được vai trò đoàn kết trong nhân dân, có sự gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng chiến sĩ công an nhân dân đối với bà con địa phương. Với sự đồng lòng, chung sức của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Chua Trăng đã xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân của công an xã, mô hình cải cách hành chính ngày không hẹn của công an huyện Krông Bông đã giúp người dân giải quyết một số thủ tục hành chính nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Từ đầu tháng 6 năm 2024, công an huyện Krông Bông triển khai thí điểm mô hình cải cách hành chính ngày không hẹn vào thứ tư hàng tuần đối với các thủ tục hành chính đăng ký thường trú lần đầu và tách hộ tại công an các xã Giang Ré, Chư Pui, Khuê Ngọc Điền, Chư Cờ Ti và thị trấn Krông Cà Ma. Đến công an xã Chư Cờ Ti làm thủ tục tách hộ, chị Võ Thị Loan được cán bộ công an hướng dẫn nhiệt tình, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết, không phải đi lại nhiều lần. Thì các làm thủ tục thì các anh như làm như theo tôi, chính bản thân của gia đình tôi thì tới các anh công an ở xã cũng quan tâm nhiệt tình để hướng dẫn, làm rất là nhanh, chừng khoảng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ là làm xong thủ tục của gia đình thôi. Chứ còn không có gì vấn đề vướng mắc đến tiền bạc và vướng mắc vào cái gì hết, làm rất là nhanh nhẹn. Giải quyết các thủ tục hành chính ngày trong hẹn thì trong ngày chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất những cái trường hợp mà các công dân đến trụ sở để làm việc và trả kết quả trong ngày luôn. Thì trong cái quá trình giải quyết khó khăn thì những ngày không hẹn thì cái vấn đề là việc tuyên truyền đến quần chúng nhân dân trong thôn buôn, trong xã thì nhiều lúc là đôi khi gặp khó khăn hoặc là người dân chưa biết được để đến trụ sở công an xã để làm việc, để giải quyết các thủ tục hành chính. Từ khi triển khai ngày không hẹn, công an xã Giang Ré
đã giải quyết cho 46 trường hợp và dự kiến sẽ triển khai thêm việc cấp giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy lần đầu trong thời gian tới. Hiệu quả bước đầu là cơ sở để công an huyện Krông Bông tiếp tục nhân rộng và bổ sung thêm các thủ tục hành chính được giải quyết trong ngày không hẹn vào năm 2025. Đối với tôi thì cái ngày không hẹn này là một trong những cái ngày mà nó giải quyết được rất là nhiều các cái vấn đề về thời gian cho người dân, tức là họ lên họ làm thì họ lấy ngay trong ngày luôn. Và tôi cũng mong muốn rằng là trong cái quá trình làm chúng ta không phải chỉ là một ngày không hẹn nữa mà nhiều ngày trong tuần, để cho người dân họ lên khi mà họ nộp hồ sơ vô là trong một buổi hoặc là trong một ngày đó là họ lấy luôn, để họ giải quyết được cái thời gian, cái công việc của họ. Người dân thì chưa hiểu hết các cái tác dụng của cái mô hình, ví dụ như là giảm bớt thời gian rồi quá trình thủ tục sẽ nhanh gọn. Trong đó thì một số cái thủ tục bây giờ như đăng ký lần đầu là sẽ liên thông với lại tư pháp bên một cửa của ủy ban, nên là người dân cũng chưa hiểu hết. Và cái này thì báo cáo là chúng tôi cũng đã tham mưu cho đảng ủy ban xã là tích cực tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở của xã, cũng như là trên các cái nhóm Zalo của công an xã và nhóm cộng đồng của ủy ban, thì cũng để cho người dân sẽ hiểu hơn. Sau hơn 2 tháng triển khai ngày không hẹn, công an huyện Krông Bông đã giải quyết thủ tục hành chính đăng ký thường trú lần đầu và thủ tục hành chính tách hộ trong nghề cho hơn 200 trường hợp. Đây là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của nhân dân.